Cậu coi, cậu coi, tôi hỏi cậu, cậu lấy con gái tôi rồi cậu làm gì nuôi nó? Tại sao con phải trả lời bác? Bác không có thứ con cần. Tôi có con gái. Tôi hỏi lại, cậu làm gì nuôi nó? Mất lịch sự. Tôi nhắc lại lần cuối, cậu lấy con gái tôi rồi cậu làm gì nuôi nó? Cháu bán lạc bà. Chính vì những người như bác mà cháu đều bán được gạc đấy. Sao bác của cháu là con tiêu mẹ chúng con. Sao bác lạc bày xe bờ an toàn, uy tín, chất lượng. Vâng, xin chào mọi người. Điện thoại mới test thử cái coi nào. 1, 2, 3. Âm thanh ổn mọi người ạ. À. Vâng, thì xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với mình NT, tấm thân nhỏ bé NT. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người xem nào nhớ like đăng ký kênh giúp mình nha. Vào và like comment một phát NT liền. Ok, thì trước màn hình mọi người có hai ạc, một ạc là để ca mê, một ạc là karaoke. Và mỗi ạc mình đã chuẩn bị 3 bộ bí nha. Mỗi ạc thì mình mua 3 bộ bí. 3 bộ bí này thì giá trên thị trường hiện tại trên chat thế giới nó dao động tầm 30 triệu đến 35 triệu một bộ. Tầm đó thôi, mình cũng không gõ, tùy server nha. Server 2 mình thì giá đó, nhưng mà không biết server khác thì giá bao nhiêu. Và hôm nay mình sẽ đổi skill để hai nick này nha mọi người. Thì mình lần đầu tiên mình ước luôn, tại vì mấy năm trước nó cũng giống như nay, nhưng mà sự kiện này nó ra được hơn 10 giờ rồi, giờ này mình mới rảnh làm đây. Và bây giờ mình sẽ làm cái nick Masenko này trước, có ID là ZHZDJIDJ. Ok, và đây là để Masenko nha. Thì mình mong là ba cái một tay gì sao, tại vì mỗi người chỉ có ba điều ước thôi, nên là mỗi người thì ba bộ thôi, mỗi ạc ba bộ, mình chỉ chuẩn bị vậy thôi. Và điều thứ nhất là đổi skill đệ tử. Lưu ý, kỹ năng mới có thể cấp 1 và vẫn trùng lại với kỹ năng cũ, nghĩa là nó giống như trang cũ, nghĩa là đệ Masenko có thể ước ra Masenko. Điều ước thứ hai, tăng 20% tấn công khi hợp thể bằng bông tay Bogota trong 90 phút. Wow, nick này thì khi mà anh còi 800k sức đánh, anh còi ước cái điều ước thứ hai này lên 1 triệu sức đánh luôn rồi, đúng không anh em? Chuẩn chưa? Điều ước thứ ba, x2 sức mạnh tiềm năng khi đệ tử đánh quái cùng sư phụ 90 phút. Điều ước thứ tư, 40 ngọc. Wow, chắc là mọi người... Ôi, mình quên nói mình chọn nhầm điều thứ hai rồi. Ôi trời ơi, không phải. Trời ơi, sao mình chọn cái điều thứ hai tăng sức đánh rồi. Má ơi, chọn nhầm rồi mọi người à. Thì cái điều thứ tư là điều ước ngọc 30 ngọc. Chắc là nhiều anh em ước lắm. Tại vì nếu mà để anh em á, để của mọi người mà skill khá là ổn rồi, nên là không cần đổi skill, chắc chắn là anh em sẽ lấy ngọc. Ba giá thì 30 triệu đổi với 30 ngọc à. Ồ, cũng khá là được đấy. Nhưng mà anh em nào cài, nói chung là bí này cài rất là dễ mà. Mình thấy nhầm người cài 100 bộ bí, phải thật, phải cá trưởng 100 bộ bí. Điều ước thứ hai mọi người ơi, bộ ngọc cộng thứ hai chứ không phải điều ước thứ hai. Lần này thì mình sẽ chọn điều ước thứ nhất nha, mình sẽ chọn chuẩn luôn. Đấy, điều ước của con đã thực hiện, mong là nó liệu là Masenko nó có biến thành cái gì. Và kết quả là Atomic, ngon, khá là tạm. Để Demon và để Atomic, à, Demon 1 Atomic, anh em nhớ skill này nha. À, Demon 1 và Atomic. Điều ước, đây là cái con cộng thứ ba, đây là cái bộ vòng cuối cùng nha, điều ước cuối cùng của bạn đây. Mình vẫn chọn điều ước thứ nhất. Demon 1 và Atomic nó sẽ ra gì đây? Nó sẽ ra gì đây anh em ơi? Ra gì đây? Kalik và Atomic. Địt mẹ nó, cay thật sự, nó không ra Kame nhờ. Kame mình nghĩ hơi chiếm phần trăm hơi khó đấy, hơi chua đấy. Tiếp tục đây, bây giờ mình sẽ cho nick Kame Kaoken vào nha. Cao mê cao ken thì mình mong nó sẽ là, nói chung là mình á, cái tính mình nó cũng không phải là gọi là quá lố đâu, mình chỉ mong là tầm Atomic tàu lượng là được, mình nghĩ là vậy. Vâng, thì bây giờ mình lưu ý là rồi, bây giờ mình ước nhanh cho mọi người xem clip dễ dàng nha. Thì mọi người xem, nếu mà các bạn nào yêu quý mình nhớ comment NT dưới để mà chứng tỏ là mình vẫn còn mọi người được yêu quý, mình còn được mọi người yêu quý. Cảm ơn tất cả mọi người. Cao mê và cao ken thì nó sẽ ra gì đây nè? Masenko Windows con trai Masenko tới tàu lượng mọi người ơi. Hồi nãy là K17 ha, cái nick này là nick chưa ước gọc lần nào, mấy nick nãy là chưa ước gọc lần nào đâu, mình lấy trong shop ra shop bạc anh cậu có thêm. Mình thấy hai ba ạc cao ken cái mình đem vô mình ước làm clip luôn để mà test cho mọi người thôi, thì còn hai bộ bí thôi. Mình làm clip thì tốn 200 triệu vàng đó mọi người ơi, khổ lắm mọi người ơi. 200 triệu vàng đó mình cũng là to rồi, nhưng mà mọi người ơi, điều ước con đã thực hiện nè. Không biết lần này thì Masenko với tới tàu lượng thì nó sẽ ra gì. Ôi con chó đi thật. Hồi nãy là Demon Masenko tới tàu lượng, bây giờ là Kalik
Mày xin cô ta năng lượng. Mọi người lưu ý là nó có thể trùng skill cũ, nghĩa là skill cũ là máy sinh cô tới năng lượng, nhưng mà đổi là vẫn còn máy sinh cô tới năng lượng. Vâng, và đây là điều cuối cùng của ạc này. Không biết là nó có cho mình cam hay không nữa. Rất là gôn. Mong là cam hay tới tạo năng lượng, hoặc là atomic tới tạo năng lượng, hoặc là cam hay thái dương hay sang thì càng tốt. Nhưng mà nếu mà nói về cam hay thái dương hay sang thì rất là khó nha. Bây giờ mình sẽ tách đệ tử ra đi coi là trưởng ạc skill gì đây. Trưởng đi atomic. Ơi, chuẩn cục cực cứt mũi li ti đó, mọi người thấy không? Wow, atomic tái tạo lượng, ổn mọi người, khá là ổn. Ơi, em như cồn cáo, anh như một cành nho xanh. Và các bạn nào yêu quý video của mình thì đừng quên comment ở tờ dưới để chứng tỏ, để mình còn biết là mình còn mọi người yêu quý mình. Wow, thì clip này mình dừng tại đây, nói chung là khá là ổn. Atomic tái tạo lượng, bye mọi người nha, chúc mọi người xem video vui vẻ. Không. Đây. Đi nhanh. Cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó.